có một anh vô thần. Anh thắc mắc tại sao người tin lành cứ trung tín thờ phượng Chúa rất đều đặn, dù có bận rộn cách nào cũng đi thờ phượng Chúa. Rồi mới đến chuyện tiệc tùng. Chúng ta biết là Thanksgiving là tiệc liên tiếp phải không? Anh tới hỏi thẳng, anh hỏi quý vị là có đạo tin lành, quý vị tin Chúa, mà tôi không thắc mắc, tôi không thấy ông trời, mà quý vị cũng đâu thấy ông trời, mà cũng đâu nghe ông trời nói gì đâu, mà tại sao quý vị trung tín như thế đó? Tiệc tùng vui vẻ ở nhà, tại sao không về nhà chơi giống như mọi người, mà tại sao bây giờ quý vị lại bỏ thời gian buổi sáng để đi thờ phượng Chúa rồi mới về ăn tiệc tùng hay đi chợ? Thì các người con cái Chúa thì trả lời như thế này: chúng tôi tin Chúa, chúng tôi mới thờ phượng Chúa. Thì nếu mà anh muốn như thế đó thì anh tập nghe tiếng Chúa đi. Giống như chúng tôi đã nghe được tiếng Chúa, chúng tôi cảm nhận được Chúa, cho nên chúng tôi mới thờ phượng Chúa. Chứ chúng tôi không đi theo một cái thông lệ, hay chúng tôi đi theo một cái giáo hội, nhưng mà chúng tôi thờ phượng Chúa bởi vì chúng tôi nghe được tiếng Chúa. Thì anh cứ thắc mắc đó, tại sao tôi không nghe Chúa gì, tôi đâu nghe tiếng nào đâu. Rồi sau khi đó anh vô thần tò mò nói: cũng được, thôi tôi cũng tò mò, tôi không tin nhưng mà tôi cũng tò mò. Xong anh đi về thì anh suy nghĩ, anh ấy lái xe về, anh ấy: Chúa à, ông trời ơi. Thường thường vô thần kêu trời mà, tin không tin kêu trời mà. Trời ơi, mấy người tin lành nãy tôi nói chuyện với họ đó, mà họ nói nghe tiếng ông, giờ thôi ông nói cho tôi nghe đi, được không? Sao ông lái, ông lái một thời gian, cái thường anh mở mấy cái đài radio, nay tự nhiên chán mở đài nào ra cũng đài ca nhạc thánh ca hết rồi. Cái xong rồi anh nói kỳ vậy ta, nay sao đài nào cũng 1003 cũng nghe, thường tôi cũng đổi qua đài 1995, thấy đài nào cả chục đài trên đài, thấy đài nào cũng nghe nhạc trơn, thôi ghét quá, đổi qua đài khác cũng nghe một sư giảng. Sao lạ ta, thường tôi cũng nghe nhạc khác mà tự nhiên đổi đài nào cũng nghe nhạc ông một sư giảng, rồi qua hát cứ đổ qua đổi lại hoài, mà sao thấy toàn nghe nhạc thánh thôi. Còn tức quá, tôi không tin điều này, tại đó là nhạc thôi, ông trời phải nghe nói cho tôi, nó lớn lớn chút xíu, tôi không biết có lãng tai không mà tôi không có nghe được nha, ông nói lớn chút xíu. Cái anh chạy một thời gian, từ từ tự nhiên ở trên mây đen thiệt đen, cái đùng 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 sấm sét lên, cái trời mưa hào hào xuống. Come on, ông trời ơi, tôi đã nói rồi, tôi muốn nghe tiếng ông chứ tôi không muốn nghe sấm sét. Tôi cũng muốn nghe trời mưa. Anh ta mới nói: được rồi, bây giờ nếu mà bây giờ tôi không nghe, vậy cho tôi thấy đi. Thì anh chạy về, tới tối rồi thì anh không thấy gì trơn, trời mịt mù tối đen. Thì ngó trời thấy toàn là sao lấp lánh, rồi trăng sáng. Anh ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui, thấy những cái điều đó. Come on, bây giờ chỉ là trai, đó là chuyện hiển nhiên thôi. Sao thì nó cũng nằm trên đó, nó lánh đêm nào cũng như đêm nấy. Trăng thì nó cũng sáng như thế, đó đâu gì lạ đâu, ông trời cho tôi thấy đâu phải. Tôi cũng thấy cái ông mà giống như mà tin lành họ vẽ Chúa Giêsu giống như cái ông đó đó. Tôi cũng thấy cái đó đó. Thì ông cứ bắt. Bây giờ tôi tò mò cái nữa nha. Tôi muốn thấy cái gì mà lạ lạ chút xíu. Ngày nào cũng thấy ngôi sao, thấy trăng. Thì tự động điện thoại reng. Thì đi về giờ đó thì thế nào vợ cũng gọi. Thì vợ gọi nói: anh à, hồi sáng em đi bác sĩ á, bác sĩ nói em có thai. Ok, mừng, có thai, ok, được rồi, thôi tạm có thai đi, ok. Cái đó cũng không phải Chúa nói, Chúa ơi, ông trời nói gì đâu, tại vì đó vợ con gọi, chuyện hiển nhiên, có thai, sanh ra là chuyện hiển nhiên thôi, đâu gì mà mới lạ đâu. Thôi đụng tôi một cái đi, Chúa à, tôi muốn rợ một chút xíu, Chúa đụng tôi một chút xíu đi. Xong rồi, cũng không thấy cảm giác gì, cho nên anh về nhà. Thì bữa đó tự nhiên anh đi làm về thì anh thấy tất cả mọi điều bề bộn, anh dọn dẹp nhà cửa, anh dọn qua, anh rinh đồ, dục tới dục lui. Anh dọn xong rồi anh ngồi thấy anh khỏe quá, nói hôm trước nhớ mình đau lưng mà sau này không thấy gì đau lưng trơn á, nay thấy rinh đồ thấy khỏe quá, tự nhiên nó ok nha.
Ô chắc hôm trước tôi uống thuốc bổ đó, thành ra nay nó ok. Thôi kệ, tôi không tin. Hồi sáng giờ tôi thấy tôi kinh nghiệm mấy cái chuyện này là chuyện hiển nhiên, chuyện đó chuyện xảy ra bình thường thôi. Xong mấy ngày sau anh gặp lại những người tin lành, anh chỉ hỏi: anh chị ơi, quý vị nói tôi nghe tiếng Chúa để tôi tin, giống như quý vị nói là phải nghe kinh nghiệm. Thì tôi nghe trơn, thấy cũng thấy, nghe thì cũng nghe, làm gì cũng thấy trơn. Xong rồi những người đó nhìn anh, nói: thật sự anh không nghe và không thấy không? Anh trả lời: đúng, tôi không nghe, không thấy, cho nên tôi không tin. Thì mọi người mới nói là: thôi để tôi cầu nguyện cho anh, để anh nghe tiếng Chúa và anh thấy tiếng Chúa. Thì một trong những điều mà anh nói: nếu mà tôi không nghe, tôi không thấy, thì tại sao tôi kêu mấy người cầu nguyện? Vô thần không bởi vì chúng ta không biết, vô thần không bởi vì chúng ta không thấy, không nghe, không đụng. Vô thần vì có hai điều mà đã ngăn cản cuộc sống của anh không nghe được tiếng Chúa. Thứ nhất là anh đang thờ một đấng của con người tạo ra. Thứ nhì là anh thờ một đấng hiểu biết. Hai ông thần đó đã ngăn cản tiếng Chúa đến với anh. Dẫu anh có cầu nguyện, dẫu người ta có đặt tay lên cầu nguyện cho anh, nhưng mà hai vị thần đó đã nằm trên đời sống của anh đó, của vô thần, cho nên anh không thể nghe được tiếng Chúa. Chúng ta có thể là nói là tôi là đạo tin lành chánh cống, tôi là gốc tin lành ra, nhưng mà chúng ta có hai ông thần đó, là thứ nhất là chúng ta nắng lên một thần tượng nào đó của con người tạo ra, thì chúng ta đã bị một cái ngăn cách rất là xa, chúng ta sẽ không nghe được tiếng Chúa. Và cái thứ nhì nữa là cái sự hiểu biết của tôi học rất nhiều, tôi đọc rất nhiều, nhưng mà những điều đó sẽ khiến chúng ta càng ngày càng cách xa Đức Chúa Trời, và tiếng của Ngài sẽ nghe văng vẳng nơi đầu đó, chúng ta sẽ không nghe. Cho nên không có bao nhiêu ông thần trên thế gian này thôi quý vị, chỉ có hai ông thần đó: thần con người tạo ra và thần hiểu biết do chính chúng ta lập lên. Chúng ta hiểu rất nhiều, tôi nói chuyện rất là nhiều người, tại sao chúng ta nói, tại sao tôi làm chứng cho người này dễ tin mà người kia không tin? Tại vì họ biết quá nhiều, nhưng mà biết những chuyện không phải Đức Chúa Trời ban cho, nhưng mà biết những chuyện của con người làm ra. Bây giờ làm sao chúng ta có thể nghe tiếng Chúa? Điều đó rất là khó, phải không? Ôn lại những tuần qua, chúng ta đã thấy khi mà nghe tiếng Chúa thì chúng ta đã biết phân biệt giữa tiếng của Chúa và tiếng của con người hoặc là của Satan. Chúng ta làm sao phân biệt được? Đây là cái phân tích của đơn giản mà chúng ta có thể thấy được. Khi mà nghe tiếng Chúa thì có sự bình an, có sự bình an. Còn nếu mà nghe không nghe tiếng Chúa, mà nghe tiếng gì mà chúng ta thấy bất an. Thí dụ có một số người hỏi chúng ta là ngày mai đóng cửa không cho ra ngoài, phải không? Tiếng gì quý vị? Tôi không biết tiếng gì, nhưng mà tôi tiếng đó không phải tiếng của Chúa chắc chắn 100%. Có Chúa nào bắt chúng ta ở nhà không? Có tiếng Chúa nào kêu chúng ta không thờ phượng Chúa không? Không. Không. Vậy không phải tiếng Chúa là tiếng gì? Ma quỷ. Đúng vậy. Chúng ta không dám chửi người ta ma quỷ, nhưng mà mình chỉ nói vậy thôi. Chúng ta không dám nói vậy. Nhưng mà khi mà tiếng Chúa thì cho chúng ta sự bình an. Tại sao chúng ta bình an? Bây giờ có nhiều người ở nhà cũng vẫn sợ. Tại sao? Bởi vì sợ di trùng nó 10 giờ tối nó ra. Corona 10 giờ tối nó ra, 6 giờ sáng nó đi về, nó đóng cửa. Và tuần sau thứ hai nó ra nguyên ngày 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta phải đóng cửa. Chúng ta không thể nghe tiếng của con người. Bởi vì con người đã bị vấp phạm rất nhiều tiếng của Chúa. Và họ dùng danh nghĩa của Chúa để khiến người ta ở nhà. Dẫu là tôi tớ của Chúa nói quý vị ở nhà, là tiếng đó vẫn là của ma quỷ. Hơi đụng chạm chút xíu, nhưng mà đó là sự thật. Tôi không bao giờ bắt quý vị không thờ phượng Chúa. Khi mà tôi nói quý vị ở nhà đi, đừng đi thờ phượng Chúa, đừng cầu nguyện, đừng làm gì hết trơn á, thì quý vị bỏ hội thánh nè. Còn mỗi quý vị bây giờ mà bỏ hội thánh là quý vị đi theo ma quỷ. Tại vì tôi đâu nói câu đó đâu. Tôi nói quý vị phải theo Chúa thì cứ theo Chúa đi. Mà tôi nói quý vị ở nhà đừng nghe lời Chúa, đừng cầu nguyện, đừng làm gì đó, thì quý vị phải tránh xa tôi càng xa càng tốt. Ok, mà chắc không có chuyện đó xảy ra đâu. Cuộc đời này không có chuyện đó xảy ra đâu. Cho nên
nên nghe tiếng Chúa và ôn lại những điều mà chúng ta đã thấy. Nghe tiếng Chúa qua gì? Chúa nói chuyện chúng ta qua sự sáng tạo của Ngài. Chúa nói chuyện chúng ta qua tiên tri thiên sứ của Ngài. Chúa nói chuyện chúng ta qua con của Ngài là Chúa Giê-xu. Chúa nói chuyện với chúng ta qua gì? Con cái có thể được nghe tiếng Chúa và chúng ta có thể có một thời gian tập trung cầu nguyện Chúa. Và chúng ta nghe tiếng Chúa bởi những giọng nói nhỏ nhẹ như tiên tri Eli. Và Chúa nói chuyện chúng ta qua hoàn cảnh. Chúa nói chuyện chúng ta qua người khác. Và có thể chúng ta phân biệt nghe tiếng Chúa và tiếng Satan nó giả giọng với nhau. Chúng ta phải phân biệt điều đó. Và ngay hôm nay chúng ta bước vào một điểm nữa là chúng ta nghe tiếng Chúa qua phép lạ của Ngài. Amen. Phép lạ của Ngài khiến chúng ta nghe được tiếng Chúa. Làm sao chúng ta biết được nghe được tiếng Chúa? Chúng ta có thể nghe những gì xảy ra trên cuộc sống, giống như chúng ta thấy rằng anh đó nghe được tiếng radio, ngục sư giảng, nhạc thánh ca. Anh có thể nhìn thấy sấm sét, trời mưa, trời gió. Anh có thể thấy ngôi sao trên trời. Anh có thể nghe tiếng người vợ gọi anh, nói là anh ơi em có thai. Hoặc là có thể Chúa chữa lành anh trong cái đau lưng. Nhưng mà vẫn không nghe tiếng Chúa vì có một điểm duy nhất. Đó là kết luận tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Đối với người ta tin Chúa, phải nghe và thấy. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta, Chúa dùng nhiều cách để phát ra, chứ không phải là Chúa nói thẳng chúng ta. Nhiều khi chúng ta nói Chúa nói thẳng chúng ta, đúng, Chúa rất là muốn nói thẳng chúng ta. Nhưng mà trong Kinh Thánh, dẫu con cái Chúa nói là con muốn nói chuyện thẳng với Chúa, nhưng mà sau khi đó sao? Họ sợ Chúa. Sợ, bởi vì sao? Tội lỗi. Dân sự của Đức Chúa Trời tội lỗi, cho nên khi mà gặp Chúa thì sự thánh khiết của Ngài chúng ta không thể nghe được, không thể đứng nổi nơi thánh của Ngài. Cho nên đừng bao giờ nói là con muốn nghe thẳng với Chúa, bởi vì con người của chúng ta tội lỗi, chúng ta không xứng đáng đứng trước mặt Chúa mà nghe được tiếng Chúa đâu. Cho nên Chúa mới dùng qua ai? Dùng qua tôi tớ của Ngài là Môi-se để nói qua dân sự của Ngài. Chúa dùng tiên tri của Ngài để nói qua, và Chúa dùng thiên sứ của Ngài để nói qua cho dân sự của Ngài. Dẫu chúng ta là một người tội nhân, Chúa vẫn nói chuyện với chúng ta qua một phương tiện nào đó. Và ngay hôm nay chúng ta thấy, thế thì phép lạ có còn xảy ra không? Có người nói tôi tin có phép lạ, và có người nói tôi không tin có phép lạ. Có nhiều giáo phái nói tôi không tin phép lạ đã xong rồi. Chúng ta có thể lật quyển Kinh Thánh của ông Tổng thống Thomas Jefferson. Ông cắt hết tất cả những cái chữ nào phép lạ trong đó, ông cắt ra hết. Tổng thống Thomas Jefferson là một người nổi tiếng, ông viết cái Constitution của nước Mỹ. Nhưng mà ông cắt hết tất cả những cái phép lạ ra. Bởi vì ông không tin Chúa là làm phép lạ. Ngay bây giờ ông nói là tin Chúa, tôi biết, tôi tin có Đức Chúa Trời sáng tạo ra. Nhưng mà Ngài đã làm xong phép lạ của Ngài rồi, bây giờ không còn nữa, cho nên tôi cắt ra hết. Cái đó là quyền lựa chọn của con người. Nếu mà chúng ta nói rằng tôi không tin phép lạ, chứng tỏ chúng ta không muốn nghe tiếng Chúa. Nếu mà chúng ta không muốn nghe thấy phép lạ thì chúng ta sẽ không bao giờ nghe được tiếng Chúa. Thế thì Chúa làm gì nếu mà chúng ta không nghe được tiếng Chúa? Thì nếu mà chúng ta không nghe được tiếng Chúa thì chúng ta không thể tương giao với Ngài. Tại muốn được tương giao với Ngài, chúng ta có một cái relationship. Cuộc đời chúng ta là một relationship. Chúng ta theo Đức Chúa Trời, đấng mà chúng ta đang thờ phượng, là chúng ta có một cái tương giao. Chứ không phải chúng ta đi theo một đấng đó để cúng bái mỗi ngày nải chuối, con heo, con gà ăn vịt. Chúng ta không làm điều đó, Chúa không chấp nhận điều đó. Chúa chỉ muốn một cái sự tương giao giữa mình với Đức Chúa Trời. Chúa không muốn một ai xen lẫn điều đó. Thành ra cho nên chúng ta mới làm gì? Chúng ta phải biết được phép lạ vẫn xảy ra. Chứ đừng nói tôi không tin phép lạ đâu. Giờ thân ai nó giữ, hồn ai nó giữ. Thường thường như năm đó, giờ hồn ai nó giữ, tự ai, tự lớn rồi tự lập nha. Giống như mình nói với đứa con mà nó lớn lên nữa. Giờ con lớn rồi con tự lập, ok, yon yon nha, bye bye. Thật sự có vậy không? Cái đó người Mỹ chắc nhiều, người Việt Nam không có phải không quý vị? Đời con, đời cháu vẫn cũng lo. Tới đời nào cũng phải lo hết trơn nha. Chúng ta không thể mà buông nó được. Tại vì nó vẫn là con chúng ta, nó vẫn là cha chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn hiện diện và Đức Chúa Trời vẫn làm điều đó. Thì nhiều người mong muốn được có phép lạ. Sáng hôm nay chúng ta mong muốn được có phép lạ phải không? Cuộc đời chúng ta có mong muốn được phép lạ không? Đúng, chúng ta mong muốn được phép lạ. Và chúng ta nên nhớ rằng phép lạ xảy ra đâu? Ở tại chính nơi mà họ cư ngụ. Dân Israel, Chúa làm phép lạ ngay tại đó. Họ bước qua biển đỏ rẽ ra.
Và họ mong rằng bây giờ biển đỏ rẽ ra thì con bước qua. Ô Chúa, con tin thật sự. Ô wow, đã quá, hay quá Chúa, thật tuyệt vời. Xong rồi đi đến xứ vùng đất hứa thì sao? Sợ không biết Chúa có làm phép lạ không? Không biết mấy dân đó bệnh quá Chúa ơi, con nghĩ là Chúa chắc không được. Thôi con lui. Thành ra là sao? Chết hết trơn ở ngoài, còn có số người đi vô. Tại vì chúng ta thấy được phép lạ, chúng ta không, nhưng mà chúng ta biết được tin phép lạ, tin được phép lạ, nhưng mà thật sự chỉ một cái thời gian ngắn thôi. Tại từ lúc mà biển đỏ rẽ ra cho đến vào xứ Canh An một thời gian rất là dài, cho nên một thời gian rất là dài chúng ta sẽ quên đi. Mà cuộc đời chúng ta vậy, có những lúc trong thời gian cuộc đời chúng ta đã có những phép lạ rất là lớn trên cuộc đời chúng ta, nhưng mà vài năm sau, vài tháng sau chúng ta có những cái sóng gió xảy ra thì chúng ta nói là không biết Chúa có làm phép lạ giống như lúc trước không Chúa ơi. Dân sự cũng vậy, vô tới xứ Canaan rồi thì sao? Sợ kẻ thù bự quá, lớn quá, bự con quá, đông quá, thôi con bỏ chạy, tốt nhất trốn. Cuộc đời chúng ta bỏ chạy trốn rất là nhiều bởi vì chúng ta đã sợ phép lạ. Thì khi mà chúng ta sợ chuyện đó xảy ra thì chúng ta đã đánh mất đi cái phép lạ của Ngài ban cho chúng ta. Bao nhiêu phép lạ xảy ra trong cuộc đời chúng ta? Hội thánh này bao nhiêu lần phép lạ xảy ra? Rất là nhiều phải không? Rất là nhiều phép lạ xảy ra. Vì lý do đó mà chúng ta vẫn tồn tại. Ngài cho ban phép lạ cho chúng ta. Chúng ta bước vào cái vùng đất hứa này, còn những vùng đất hứa nữa. Tại vì khi mà chúng ta bước vào vùng đất hứa là chúng ta mới bước vào border thôi. Giống như mà ở bên Mỹ mà mới đi qua tới San Diego thôi. Còn Santa Ana, còn Garden Grove, còn San Francisco, còn đi vào những cái bang nữa mà chúng ta không dám, chỉ ở San Diego thôi. Phép lạ xảy ra không phải chỉ cái bước cái cổng đi vào thôi, nhưng mà chúng ta phải bước tới và đi hết khắp thế gian này. Cuộc đời chúng ta cũng như thế đó. Thì chuyện xảy ra được giải thích qua cái câu chuyện mà Lazarus. Tôi những câu chuyện này quý vị đã nghe rồi cho nên tôi không đọc kinh thánh. Chúng ta lật ra sách Luca, có thể chúng ta nhớ lại câu chuyện của Lazarus, người già dạo, với gì? Người nhà nghèo đi xuống âm phủ trong lòng Abraham. Thì người kia nói sao? Nếu mà anh sai Lazarus đi về nói chuyện với anh em của tôi để tin Chúa thì họ chắc chắn họ sẽ tin, phải không? Không. Câu trả lời sao? Dẫu chuyện đó xảy ra nhưng mà họ vẫn tin. Nếu họ không nghe theo Môi-se, các tiên tri lúc xưa thì dù người sống lại từ cõi chết họ vẫn không tin. Đó là trong sách Luca đoạn 16 câu 31. Vẫn không tin. Phép lạ nếu mà chúng ta đã nhìn thấy giống như dân sự nhìn thấy trong thời Môi-se thì họ cũng vẫn không tin. Tại chuyện đó rất là lạ kỳ mà họ vẫn không tin. Chúa Giêsu đã thực hiện rất nhiều phép lạ và đại đa số người ta chạy theo Chúa Giêsu. Họ thấy phép lạ xảy ra. Nếu ngày nay mà Chúa Giêsu làm phép lạ giống như thế thì người ta có tin không? Thời bấy giờ thì họ vẫn gì? Họ tin xong rồi họ vẫn bỏ đi. Thời nay cũng vậy, chúng ta cầu nguyện, ô được chữa lành, cảm ơn Chúa, tháng sau mất tiêu. Vì lý do tại sao? Có một lý do rất là nhiều người không khám phá ra được. Phép lạ của Chúa xảy ra, nó phải có bước một mới bước thứ nhì. Chúng ta không thể bước cái bước thứ nhì của sự phép lạ thì chúng ta đã đánh mất đi hết tất cả những phép lạ kia. Cuộc đời chúng ta, điều duy nhất mà chúng ta nhận được phép lạ và phép lạ sẽ tiếp tục xảy ra trên đời sống chúng ta mà chúng ta thật sự có sự tương giao với Chúa mật thiết, rất gần và nghe được Thiên Chúa. Đó là phép lạ đầu tiên mà chúng ta thấy trong sách Roma. Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính. Hoàng hoàng lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài. Khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Phép lạ đầu tiên là bởi gì? Bày tỏ lòng yêu thương. Cái phép lạ đầu tiên mà chúng ta phải nhận được đó là lòng yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại này. Chúng ta không nhận được cái lòng yêu thương của Đức Chúa Trời ban nhân loại này, chúng ta sẽ quên hết tất cả những phép lạ kia. Người ta chạy theo phép lạ, có thể 1000 phép lạ, nhưng mà người ta không thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì tất cả những cái phép lạ kia sẽ nằm trong đống rác. Họ sẽ không bao giờ sẽ nhớ được. Họ thấy những điều đó là vô nghĩa, vô ích. Họ sẽ quên đi Đức Chúa Trời và những phép lạ trước kia kể như là vô ích. Dẫu họ đã từ người chết sống trở lại.
Chúng ta biết người không tin Chúa họ cũng có thể làm bùa làm phép sống lại được. Họ vẫn làm được chuyện đó. Họ, những người mà tôi nghe nói Việt Nam, nhiều người cũng chết đi sống lại, chết đi sống lại. Cũng chuyện đó bình thường với họ. Nhưng mà sao? Cái chuyện đó, chuyện phép lạ đó, nó sẽ đi vào quá khứ, không bao giờ sẽ trở thành hiện tại. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho chúng ta phép lạ là Đức Chúa Trời muốn ban chúng ta phép lạ của sự hiện tại, vì Ngài muốn nói chuyện với chúng ta ngay bây giờ, chứ Ngài không muốn nói chuyện chúng ta chỉ trong quá khứ mà thôi. Chúng ta chỉ nhắc lại những gì quá khứ thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nói về hiện tại. Thì Đức Chúa Trời đã thực hiện phép lạ, và trong một cách đơn giản mà người ta từ chối và người ta tin nhận đó, chúng ta xem trong Công vụ các sứ đồ. Thưa đồng bào Israel, xin hãy nghe tôi nói đây. Đức Chúa Giêsu người Nazareth đã được Đức Chúa Trời xác chứng trước anh em bằng những việc quyền năng, các phép màu và dấu lạ qua Ngài. Đức Chúa Trời đã thực hiện những điều đó giữa anh em như chính anh em đều biết rõ. Ngài đã bị phàn nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ông đã mượn tay những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì nó không thể cầm giữ Ngài được. Chúng ta thấy những cái câu kinh thánh, chúng ta đừng không thể nhắc ra một phần nào nói là phép lạ, phép lạ, phép lạ. Nhưng mà tất cả mà chúng ta nhìn thấy tác giả viết như thế nào, khi mà tác giả viết những cái dấu phép màu dấu lạ xảy ra, vì bắt đầu qua gì? Sự xác chứng con Ngài từ kẻ chết sống lại, bởi vì Ngài tha thứ tội lỗi. Đó là đầu tiên cái sự phép lạ đã xảy ra. Đôi khi chúng ta làm mờ đi những điều đó. Nói chuyện đó hiển nhiên là Chúa chết đi sống lại, ok rồi, Chúa cứu con, ok amen, huyết của Ngài bao phủ con rồi. Chuyện đó chúng ta kể như nó thường quá, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta đã đem những cái chuyện đó quá là bình thường, thì tất cả những phép lạ kia nó là sẽ là bình thường, không có. Nhưng mà khi chúng ta mang lại một cái điều duy nhất, đó là sự cứu rỗi, thì tất cả những điều kia nó sẽ mang theo phép lạ đặc biệt trên đời sống chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2, 12 câu 12 nói như thế này: những dấu hiệu của một sứ đồ đã được thể hiện giữa anh em rồi. Nào là sự chịu đựng, nào là các dấu lạ, các phép màu và các việc quyền năng. Đây là những điều mà chúng ta là những người Chúa đã ban ra. Chúng ta tin Chúa. Người ta tin Chúa, người ta thấy gì? Dấu kỳ phép lạ xảy ra. Thử hỏi, con có nghe, con có thấy phép lạ, con có nhìn biết phép lạ, nhưng mà con không cảm nhận được phép lạ. Khi mà chúng ta không cảm nhận được phép lạ, thì chúng ta thấy những cái phép màu của Ngài đã bị xóa đi do chúng ta. Chúng ta là những người sứ đồ mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay. Thì dấu kỳ phép lạ bởi quyền năng Ngài làm chúng ta. Thí dụ, đặt trường hợp ai đó bệnh, mời chúng ta tới cầu nguyện. Thì nó nói, thôi, tôi không có ơn cầu nguyện, thôi gọi ông nào đó đi. Rồi chúng ta bắt điện thoại lên, gọi điện thoại. Thì ông đó gọi điện thoại qua chúng ta. Thì chúng ta thấy cái phép lạ xảy ra có không? Vẫn có. Nhưng mà lúc đó chúng ta cầu nguyện có phép lạ không? Vẫn y nguyên. Dẫu cái ông bên kia có ơn, dẫu cái người đứng đây ha nơi nào, cái người mà tin mà việc xảy ra phép lạ, mà việc phép lạ xảy ra bởi vì người đó tin sự cứu rỗi, cứu chuộc của Chúa Giêsu, Ngài đã chết thay và tha tội chúng con, và chúng con tin nhận Ngài, chúng con làm con cái của Ngài, thì có điều chi mà có sự ngăn cản phép lạ xảy ra? Anh vô thần đó không nghe được tiếng Chúa, bởi vì có hai ông thần xảy ra trên đời sống anh. Thứ nhất là ông thần của con người tạo ra, thứ nhì là ông thần của sự hiểu biết. Hai ông thần đã cản trở. Nhưng mà khi chúng ta nghe được tiếng Chúa, bởi vì chúng ta dẹp hết hai ông thần đó đi, vì Chúa Giêsu trên tất cả. Bài hát gì? Chúa của trên muôn Chúa và vua của trên muôn vua. Cho nên khi Chúa làm phép lạ, dẫu chúng ta không nói là chúng ta không có ơn, nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, là chúng ta chắc chắn phép lạ xảy ra, vì Ngài muốn tương giao cho chính chúng ta và chuyển sang những người khác, như là một cái ống dẫn. Và câu Hebrew đoạn 2 câu 4 như thế này: Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng
bằng những dấu lạ, phép màu và nhiều việc quyền năng, cùng những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban phát theo ý muốn Ngài. Đức Chúa Trời đã làm chứng gì? Bằng những dấu lạ, phép màu, nhiều việc quyền năng. Bây giờ, hồi nãy giờ mình nói phép lạ. Ok, đúng, được ghi lại phép lạ. Nhưng mà đối với chúng ta, phép lạ xảy ra với chúng ta như thế nào? Từ xưa giờ, từ khi chúng ta tin Chúa, biết Chúa và đến ngày hôm nay, chúng ta nhớ được phép lạ gì? Nhiều. Chỉ biết là chữ nhiều thôi không? Nhớ không? Nhớ nào? Nhớ phải không? Tôi nhớ quý vị lặp đi lại con cái phép lạ hoặc lặp hoài à? Phải không? Thật sự là vậy. Đôi khi Chúa nói chuyện với chúng ta rất là nhiều lần mà chúng ta chỉ nghe có một lần thôi. Kim Chi ơi, ta yêu, người yêu ta chăng? Còn phép lạ kia đâu? Có nghĩa là khi mà chúng ta nghe được tiếng Chúa là phép lạ đã xảy ra, thì Ngài nói chuyện với chúng ta qua phép lạ mà chúng ta nhớ con cái à? Là Chúa nói chuyện trên cả cuộc đời chúng ta có một lần nói chuyện với Chúa thôi, còn mỗi lần khác im re, không nghe được tiếng Chúa. Phép lạ là do Đức Chúa Trời muốn nói chuyện với chúng ta. Bởi những chuyện đó nó không phải hiển nhiên chuyện ra bình thường. Đôi khi chúng ta thấy ồ, sanh con là chuyện bình thường. Đúng, người không tin Chúa cũng sanh được, người tin Chúa cũng sanh được. Đúng, nó không sai. Nhưng mà nên hỏi nè, một đứa con sanh ra trong cái dòng dõi tin kính Chúa dễ hơn, dễ tin Chúa hơn là một đứa con sanh ra không phải trong dòng dõi sự tin kính. Giống như chúng ta nhiều người mất 10 năm, 20 năm mới biết Chúa, từ chối Chúa, chống Chúa, chối Chúa, muốn làm mọi cách để chối Chúa. Nhưng mà trong khi đó, những đứa con chúng ta sanh trong gia đình tin kính Chúa thì nó đã được hưởng được rồi. Đó là phép lạ quý vị ơi, không còn mỗi miệng, mỗi tay, mỗi chân, mỗi cẳng nữa. Trong khi đó, những người khác đã mệt nhọc. Chúng ta cầu nguyện đứa đó 10 năm, 20 năm, tới 80 mấy, 90 mấy tuổi rồi mới con tin Chúa rồi. Chúng ta mệt nhọc, mệt mỏi. Phép lạ không thể để nó đi qua quá nhanh mà chúng ta thờ ơ những điều đó. Đúng vậy, chúng ta không đeo đuổi phép lạ, nhưng mà chúng ta bước được đầu tiên. Và trong Ephesus nói như thế này: anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri, mà chính Đấng Christ Jesus là đá gốc nhà. Trong Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Khi mà có Đức Chúa Trời ngự thì Chúa đã xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri. Nếu mà chúng ta không được xây dựng bởi các nhà tiên tri đã nói về những chuyện xảy ra thì chúng ta sẽ không bao giờ tin được. Tại cái đây là một sự kiểm chứng. Thí dụ chuyện đã xảy ra điều đó thì chúng ta mới kiểm chứng ngay hôm nay nó giống như thế đó không? Kinh Thánh rất là nhiều chuyện xảy ra. Thí dụ tôi nói bây giờ có những người bị bệnh tật đi, chúng ta cầu nguyện được lành. Có những người được lành, có những người không được lành, thì chúng ta mới nói là ok, vậy Chúa nói chuyện với con qua cái phép lạ đó, người đó được lành. Nhưng mà cái người này không lành thì Chúa không nói chuyện với con hả? Sai. Chúng ta nên nhớ rằng Chúa nói chuyện với chúng ta không phải phép lạ để chữa lành không, nhưng mà cái sự chưa được chữa lành đó của Chúa cũng nói chuyện với chúng ta, để chúng ta hiểu được cái lòng của Ngài như thế nào. Có đôi khi Chúa không phải, Chúa không chữa lành người đó, nhưng mà thời điểm của Ngài, Ngài không muốn nói về chuyện đó xảy ra. Tại có những người Chúa không muốn cho họ lạm dụng. Chúng ta biết con người rất là lạm dụng, tham lam. Không nói ai. Tham phép lạ, nhưng mà xong rồi á, chỉ ôm cho mình thôi. Không nhớ Chúa đâu trơn á. Chuyện đó hiển nhiên. Ô, con mà. Giống như mấy đứa nhỏ đó à, khi mà chúng ta cho nói gì thì lớn lên nó nhớ không? Nhớ hiểu không? Bao nhiêu cái quà mà chúng ta cho nó nhớ. Nó có nhớ quý vị ru ngủ nó buổi tối? Ồ ơi, ý dạo nó đâu nhớ đâu không?
Nhớ hả? Nhớ. Nhớ được mấy lần? Nó có nhớ lúc mà nó bệnh, bệnh mà chúng ta phải ôm nó ngủ không? Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta hát khô cổ đổ mồ hôi, không nhớ rồi. Chúa làm phép lạ khô cổ đổ mồ hôi, nói chơi như thế. Nhưng mà chúng ta cũng đâu nhớ đâu. Cũng giống như thế đó. Vì chúng ta có một điểm như thế này, chúng ta đã được xây dựng bởi đâu? Con người chúng ta được xây dựng bởi một cái nền tảng rất là vững chắc, đó là Đức Chúa Giêsu là đầu. Thân thể của các nhà tiên tri đã cho chúng ta ban lời sự sống, thì đây là một cái nền tảng mà các nhà tiên tri đã nói như thế này, người ta có thể bẻ bóp méo lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà phải đi theo thứ tự như thế này. Đây là một cái kết luận mà chúng ta phải nhớ rằng kết quả của phép lạ đó là sự tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu được Ngài qua Chúa Giêsu Christ. Nếu mà chúng ta không nghe được tiếng Chúa, không được, có thể bị gì? Chúng ta không tin vào sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Có nhiều người nói như này: tôi tin phép lạ thì tôi mới tin Chúa. Giống như nhiều người hỏi là giữa con gà với trứng cái nào ra trước? Cái nào trước cái gì? Gà ăn trứng? Trứng trước hả? Con gì đẻ ra những cái trứng? Gà. Nói vòng quanh cũng vậy, chỉ có Đức Chúa Trời trước thôi. Thành ra đó là lý do chúng ta phải nói, ai là Đức Chúa Trời? Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài cứu chúng ta thì chúng ta mới nghe được. Chúng ta không có sự cứu rỗi thì những phép lạ kia thì chúng ta cũng chạy chung quanh giống như trứng như gà, gà nào trứng trước, nào trứng gà. Người ngoại họ không tin Chúa thì họ cũng thấy phép lạ giống như trứng gà với con gà thôi. Ồ nào trước vậy ha? Ồ trứng, ồ trứng ngoại, ồ, ồ con gà. Không biết cái nào trước cái nào sau trời. Nhưng mà chúng ta biết được cái thứ tự như thế nào, Đức Chúa Trời cứu chúng ta, thì chúng ta mới biết rằng cái phép lạ bắt đầu từ từ xảy ra trên cuộc sống chúng ta, mà mỗi ngày Ngài nói chuyện với chúng ta qua những phép lạ. Bây giờ sự hiển nhiên, kết luận như sáng hôm nay chúng ta thấy sự hiển nhiên xảy ra, thì nói rằng bây giờ, hồi đó giờ á, tôi có thấy Chúa nói chuyện với tôi qua phép lạ không? Tuần qua ai nhận được phép lạ giơ tay lên giùm. Number one phép lạ của cuộc đời chúng ta là gì? Con người thường thường number one phép lạ là cái này. Tại nó nói liền khúc ruột. Tôi nói vui, thường thường cái túi nó nằm chỗ này mà nó xệ xuống chút xíu nó mới đúng. Chúng ta thường thường để ý những điều đó xảy ra. Nhưng mà thật sự Chúa không có dùng phép lạ để cho chúng ta surprise. Nhưng mà Chúa dùng phép lạ để Chúa muốn nói chuyện với chúng ta. Ngủ dậy, mình thấy bữa nay vui. Phép lạ không? Chúng ta nên nhớ rằng có những chuyện rất là nhỏ nhoi, đây là những điều mà chúng ta có thể tương giao với Chúa. Chứ không phải là những gì nó quá lớn, trúng số hay gì là Chúa cho con được chiếc xe, cái nhà, là con cưới được người đó, con đẹp trai quá, đẹp gái quá. Chúng ta không nghĩ việc đầu tiên sự nhỏ nhoi thì chúng ta sẽ không thấy được những gì lớn lao của Đức Chúa Trời nói. Bởi vậy tôi nói tại sao chúng ta quên hết tất cả những phép lạ kia, hỏi lại hồi đó giờ bao nhiêu phép lạ xảy ra? Nhiều lắm á, nhiều. Nhưng mà nhớ không? Không. Viết xuống những điều đó, đây là những điều mà Chúa nói với chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta đã nói chuyện với Chúa? Bao nhiêu lần? Đó là bao nhiêu phép lạ chúng ta xảy ra. Chúa nói chuyện với chúng ta thật sự. Điều đó đâu phải là hiển nhiên đâu. So sáng nay, giống như hôm Quốc từng rồi tôi hỏi quý vị, trong tuần quý vị có thử bao nhiêu lần chúng ta nghe được tiếng Chúa không? Hôm Quốc vậy làm tuần này, đếm bao nhiêu phép lạ, viết xuống, và từng sau trả bài giùm tôi. Đến hội thánh, không phải đứng trước hội thánh nói, nhưng mà chúng ta vô sớm ngồi tại đây, list ra hết tất cả những chuyện xảy ra trong tuần rồi, và chúng ta kết luận những cái điểm đó đó Chúa nói gì với mình. Tại vì những gì mà Chúa nói vì bên mình á, thì đó là những điều mà chúng ta nghe.
Chứ không phải là chúng ta nói chờ Chúa nói rầm rầm ở trên trời trên mây rồi trong đâu đâu đó. Chúa nói có mục đích quý vị ơi. Đức Chúa Trời không bị ADD. Oh, sorry tôi nói này không hiểu. Đức Chúa Trời không bị chi phối. Không nói chuyện này qua chuyện kia rồi nhảy lại chuyện nọ. Đức Chúa Trời tập trung một điểm. Một điểm đó là gì? Ngài muốn tương giao với chúng ta. Ngài yêu chúng ta. Ngài muốn tương giao với chúng ta. Thì Ngài dùng mọi phương tiện. Đó là phép lạ. Tôi biết những điều kia nữa, nhưng mà tuần này thôi, tuần này chúng ta tập trung vào những cái phép lạ đó, viết xuống nếu mà chúng ta không nhớ. Và đến hội thánh nói, Chúa ơi, phép lạ bữa thứ hai con nghe cái này, con nhận này, cái này này. Vậy cái đó là cái gì Chúa? Thì ngày sau chúng ta sẽ về thấy cái phép lạ thứ nhì, thì chúng ta sẽ đấy cái trình tự nó xảy ra trên cuộc sống chúng ta. Chúa sắp đặt chúng ta là một cái giống như một cái hành trình vậy đó. Cái hành trình của ngày hôm nay của con á, bước qua ngày tới là điều gì xảy ra, chứ không phải là chuyện ok một ngày như mọi ngày. Cuộc đời chúng ta không thể đó. Chúa sẽ cho chúng ta những điều đó. Vì Ngài tương giao với chúng ta thì cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi cả cái quan điểm của mình, cả quan điểm cuộc đời mình. Mình sẽ không phải là một người bình thường nữa, mà chúng ta là một người là phi thường. Tôi nói anh Phi là phi thường. Phi thường có nghĩa là gì? Chúng ta nhìn một cái khía cạnh của cuộc đời chúng ta nó khác thường hơn những ngày trước. Vì ngày trước ngày nào cũng buồn, ngày nào cũng có vấn đề, ngày nào cũng có hoạn nạn, chuyện khó khăn xảy ra, chuyện này xảy ra, khổ quá, đau quá, yếu quá, bệnh quá, mệt quá, chán quá. Bây giờ những chuyện đó còn không? Còn hả? Vậy chúng ta chưa nói chuyện với Chúa. Tuần này nói chuyện với Chúa qua phép lạ và thực hiện ngay hôm nay.